Quý vị thân mến, nếu quý vị có dịp đi qua đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sẽ rất bất ngờ khi bắt gặp một khu chợ nổi độc nhất vô nhị nằm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Quanh năm bám chợ nổi để mưu sinh, cuộc sống của bà con trên dòng kênh Tẻ sẽ là một phần câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về chợ nổi miền Tây giữa lòng phố thị nhộn nhịp này. Khu chợ này được họp dọc bờ kênh Tẻ nằm trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7. Những tiểu thương tại đây hầu hết đều là người dân từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, An Giang, Cần Thơ. Những mặt hàng được bán ra tập trung nhiều nhất là các loại trái cây. Chất cả ở đây thường được các thuyền buôn lấy giá sỉ, đồng giá, cho nên người mua thường yên tâm, không hề trả giá. Số là có ngàn, còn này 3.000 mà đỡ khỏi đi mỏi giò, phải cho nên là 4.000, 3.000. Điều đặc biệt là tại chợ nổi ở gần cầu Kinh Tẻ chính là sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên. Người dân khi đi qua đây có thể ngắm nhìn dòng sông Kinh Tẻ trong lành bao quanh chợ. Điều này tạo nên không gian thanh bình, thú vị mà ít nơi nào có được. Nói chung là đông đúc và vui nhộn. Buổi sáng là rất là nhộn nhịp và giấc chiều cũng nhộn nhịp, nhưng mà buôn bán gọn vô thì đường xá nó phải văn minh hơn một xíu. Nếu mà làm thì cứ như một cái văn hóa mà phải... có một cái văn hóa để làm kiểu truyền thống mà để cho dân tham quan á thì được, nhưng mà kiểu đừng có bày bừa ra cô nhiều quá. Đây không chỉ là một chợ nổi thông thường mà là một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa và con người miền Tây. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn sẽ phát triển các tàu có phòng nghỉ trên sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố có kế hoạch xây dựng chợ nổi tại khu vực cầu Tân Thuận để thu hút khách vào các dịp cuối tuần.